Hello, xin chào tất cả anh em Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình box anh em Hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với số vốn là 100k Đấy, với số vốn 100k thì hôm nay mình sẽ lật poker trên dưới lên tầm một cụ Mình sẽ qua bắt long hộ cho tất cả anh em cùng xem Đấy, để mình xem lật mấy tay thì lên một cụ nhá Tiếp tục này, vốn 100k, ok, mấy tay lên 500 rồi này Tiếp tục này, ok luôn anh em 862k này làm phát nữa lên một cụ ok nhá rồi một cụ 137k từ 100 lên một cụ 137 trong vòng 20 giây uy tín chưa anh em rồi bây giờ thì mình sẽ vào bắt long hồ cũng như kiếm tiền trên con long hồ bình bóc hôm nay cho tất cả anh em cùng xem để mời anh em đón xem cùng mình để xem hôm nay vốn 100k thì mình sẽ kiếm mặc từ con bình bóc này lên bao nhiêu con long hồ nhá rồi pha này theo như mình à, không nhầm thì nó sẽ ra tầm khoảng 1 đến 2 con hộ. Nếu mà tay này ra hộ, tay sau mình sẽ bắt hộ tiếp anh em này. Tay này chắc chắn sẽ ra hộ. Anh em viết vì sao không? Đây 1 1 này đấy, vãi nồi. Cày cú chưa? Mẹ hòa anh em ạ. À. Hòa không sao. Thế thì nó sẽ uh, bây giờ ra hòa. Chắc chắn nó sẽ ra hai tay hộ nhá. Bây giờ mình sẽ tắt tay hai tay hộ cho anh em xem. Mình tắt tay phát này mà ăn hộ phát xong mình tắt tay tiếp hộ cho anh em xem ăn chắc chắn 100% luôn không ăn cho anh em cắt chim mình luôn ok chưa uy tín luôn mở bát không nói nhiều anh em đấy phát đầu tiên phát này mình tất tay tiếp hộ nhá chắc chắn ra hộ rồi anh em ạ à. mình là thần bài mà anh em đẳng cấp đỉnh lâm mà nó khác đấy anh em nào mà chưa trải nghiệm với con bình bóc này thì link trong mô tả nhá anh em chỉ cần tải về liên kết xong anh em ấn vào cái link mình ghi ở trong phần mô tả ấy. link ở dưới cái link tải đấy anh em có cái link nhóm telegram anh em bấm vào đó gửi id vào đó là anh em sẽ nhận được 20 k cốt nhá free anh em nhá không cần phải nạp gì cả đấy đấy anh em thấy chưa uy tín luôn hai phát hổ ăn cả hai luôn đấy lên 4 triệu tư này còn anh em nào mà tại con này mà nạp lần đầu ấy thì anh em nạp 100 k sẽ nhận được thêm khuyến mãi 58 k luôn nhá anh em đấy khủng chưa khuyến mãi 58 phần trăm luôn nạp 100 k được 58 k đấy cốt 20 k nữa rồi mình tặng anh em thêm Mùa mùa hai k nữa uy tín chưa đấy sướng chưa ăn tiếp này ui đi, máy đen rồi không sao ăn hai tay tất tay mất một tay triệu uh, bảy không sao anh em vẫn còn hai triệu sáu này đơn giản anh em ạ à. đấy anh em xem mà đừng quên cho mình xin một like một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá cảm ơn anh em rất là nhiều đấy mỗi ngày thì mình sẽ dành ra tầm một tiếng đồng hồ để đưa tầm năm đến bảy người về bờ đấy, ngày nào mình cũng đưa người về bờ cả anh em ạ à. bữa giờ mình cũng đưa khá là nhiều anh em về bờ từ con bình bóc này rồi Đấy đa số là về bờ thôi Không bao giờ mất anh em ạ à. Ok tất tay ăn tiếp anh em nhá Đấy đa số là về bờ 100% 99 anh em ạ à. Đấy Bữa giờ chắc chưa có ai bay chưa, Bữa giờ mình đưa về bờ chưa có ai bay con bóc này cả Đấy vì mình vào xích bo Mình đánh vài tay là ăn lên luôn à Đẳng cấp xích bo mà anh em <laughs> Rồi tiếp tục nè Đấy anh em nào mà cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình Số Zalo mình luôn luôn để trong mô tả nhá mình sẽ đưa anh em về bờ ok ăn tiếp ba triệu rưỡi này uy tín chưa đấy tắt tay hai phát bốn phát lần nãy giờ là tổng 5 phát tắt tay rồi ăn bốn phát một phát không tắt tay mất ok chưa cầu một hai ba nhé anh em đấy từ đầu mình đã biết ngay nó ra như thế này rồi anh em ạ à. đẳng cấp chứ không phải là phép đâu anh em rồi anh em nào mà cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua cho mình mình kéo vừa đi anh em không lo vốn đâu không lo mình chia mất vốn của anh em đâu mà lo đấy tiền mình thiếu mình không phải là thừa nhưng mà cũng không phải thiếu anh em ạ à. tiền mình cũng không phải là thiếu nữa đâu đấy mấy đồng lẻ của anh em mình lấy làm gì để cho anh em cái lọc lá cho anh em lọc lá không hết mỗi ngày thì mình sẽ live stream con minh bốc này vào tầm 8 giờ tối hàng ngày anh em nào mà rảnh thì tối 8 giờ vào kênh đình lâm nga minh xem mình live stream nhá mình live con minh bốc này mình đánh cho nó sập nhà cái luôn anh em ạ à. mình đánh cho nó sập gì mình bóc này luôn ok bốn cụ nữa này anh em thấy uy tín chưa uy tín cho mình chàng vỗ tay nào lên 15 cụ rồi này vốn 100 k đấy uy tín chưa đấy. cứ mỗi đêm mình like trên mình sẽ phát 500 k lọc cho anh em đấy cho anh em mà săn lọc lá cho vui thôi đấy ăn hai bay gì mình vẫn lọc lá cho anh em thoải mái nhá anh em bớt lo đấy cứ liên hệ qua nếu mà mình đấy ăn tiếp ba triệu mốt này đấy nếu mà mình đưa anh em về bờ mất mình sẽ hoàn lại còn ăn anh em cứ nhận 100 phần trăm uy tín nhá đấy bệt nãy theo nãy vừa anh em ạ à. rồi chắc bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây nhá 100k lên 18 củ nha anh em còn bây giờ bye bye hẹp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá